về công tác cứu nạn các công nhân vẫn còn mất tích tại thủy điện Rào Trăng Ba, thì đến chiều qua, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm một thi thể. Như vậy là vẫn còn 15 công nhân đang mất tích đến nay. Tuy nhiên, do mưa lớn thì đến chiều qua, việc thông đường trên bộ đã phải tạm dừng. Và hiện thì lực lượng cứu hộ chỉ có thể tiếp cận được hiện trường bằng đường thủy. Tuy nhiên là cũng gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi đã kết nối điện thoại với ông Trần Hồng, người đang trực tiếp tham gia lực lượng cứu hộ tại thủy điện Rào Trăng Ba. Thưa ông Hồng ạ, hiện nay thì việc thông đường vào khu vực thủy điện Rào Trăng Ba đang phải tạm dừng, tức là chúng ta chưa thể đưa thiết bị và máy móc vào. Vậy thì nhiệm vụ của lực lượng cứu hộ hiện nay cụ thể là những gì ạ? Cái lực lượng của đường thủy bây giờ thì tập trung rất nhiều cái nhiệm vụ. Thứ nhất là khi tiếp tới đó thì để đưa những người công nhân và những người bị nạn ở đó để đi ra ngoài. Thứ hai đó là việc tiếp tế lương thực cho những người ở đó, lương thực thuốc men. Một cái vấn đề nữa là thực hiện cái chức năng đó là trinh sát địa bàn, tức là dùng flycam để tiên trạm khảo sát những cái điểm sạt lở, những điểm nguy hiểm ở hiện tại Rào Trăng Ba cũng như là thủy điện An Ninh Bộ 2. Vâng, trong điều kiện mưa lớn vẫn đang tiếp diễn thì những khó khăn của lực lượng cứu hộ khi mà tiếp cận bằng đường thủy hiện nay là gì thưa ông? Để đặt chân tới Rào Trăng Ba thì cái lực lượng cứu hộ cũng đang phải đi qua rất nhiều tuyến đường, nhất là phải xuất phát từ Long Hưng Bình bắt đầu mới tiếp cận được với thủy điện Rào Trăng Bốn. Từ Rào Trăng Bốn thì đi bộ cả khoảng gần 1 km, rồi sử dụng các phương tiện cứu hộ cứu nạn để tiếp cận Rào Trăng Ba. Cứ khoảng 3 cây số đường đi bộ, mà đường dọc đường rất là khó khăn vì hai bên đường là nếu mưa lớn, hai bên đường thì đường đất luôn luôn tiềm ẩn những cái nguy cơ sạt lở, đe dọa nguy hiểm cho lực lượng cứu hộ cứu nạn. Vâng, xin được cảm ơn ông Trần Hồng, và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về công tác cứu hộ cứu nạn tại khu vực Rào Trăng Ba. Vâng thưa quý vị, vào sáng mai thì lễ tang và lễ truy điệu 13 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trên đường đi cứu nạn sẽ được quân khu 4 tổ chức tại thành phố Huế. Trong số các liệt sĩ có Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Phong Điền Nguyễn Văn Bình và nhiều đồng chí là cán bộ quân đội cũng như là tỉnh Thừa Thiên Huế. Vâng ạ, lên đường ngay trong đêm với hy vọng tìm kiếm cứu nạn những người đang mắc kẹt tại thủy điện Rào Trăng Ba. Họ không ngờ rằng chỉ 3 ngày sau, đồng đội đã đưa thi thể đoàn cứu hộ trở về. Họ đã quên mình vì nhân dân và hy sinh anh dũng khi làm nhiệm vụ. Thượng nguồn sông Ô Lâu, huyện Quảng Điền và Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ngập sâu trong biển nước. Chiều ngày 12 tháng 10, khi vừa đặt chân đến Huế, Thiếu tướng Nguyễn Văn Man đã cùng đoàn công tác của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và chính quyền địa phương đi kiểm tra tình hình và tiếp tế lương thực cho người dân. Khi nghe tin 17 công nhân ở thủy điện Rào Trăng Ba mất tích, ông quyết định dẫn đầu đoàn công tác vào hiện trường cứu hộ. Về cái sự hy sinh cao cả của cả đồng chí trong lúc làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn vì nước, quên thân, vì dân phục vụ, không sợ gian lao, hiểm nguy trong lúc nhân dân bị nạn, thì cả đồng chí là khẩn trương lên đường trong lúc thời tiết rất khó khăn, trong giông bão, trong đường rừng rất là hiểm trở, nhưng mà cả đồng chí là tìm cách tiếp cận để cứu đồng bào. Trưa ngày hôm ấy, đồng chí đại đội trưởng vừa nhấc bát cơm lên đã vội đặt xuống để nghe được một cuộc điện thoại rằng chúng tôi phải nhanh chóng cơ động vào trực tiếp bảo đảm thông tin liên lạc tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Đến 11 giờ thì chúng tôi mới hoàn thành. Lúc đấy là 11 giờ đêm thì đồng chí Cường có gọi điện về cho tôi và khoe rằng: "Chú à, anh ở trong này ăn mì tôm mùa bão ngon lắm. Chú có ăn không để anh gửi về." Nhưng cuối cùng giờ đồng chí Cường cũng đã không còn nữa. Chúng tôi cũng không được gọi được đồng chí Cường nữa, không được còn gọi đồng chí đại đội trưởng, không được còn gọi những đồng chí anh em đồng đội của chúng tôi. Đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn, từng là Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Công binh. Ông từng chỉ huy các lực lượng quân đội tham gia cứu hộ cứu nạn vụ sập hầm thủy điện Đạ Dân, Lâm Đồng. Với bất cứ người lính nào,
cứu giúp nhân dân là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, dẫu phải hy sinh tính mạng cũng không lùi bước. Chúng tôi xin hứa với các đồng chí đó, chúng tôi sẽ hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ còn lại để xứng đáng với các đồng chí, xứng đáng với bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng với những người đã hy sinh cho đất nước, cho tổ quốc, cho nhân dân. Đôi dép cao su, chiếc mũ cối gắn ngôi sao vàng. 13 cán bộ chiến sĩ đã đi về phía núi, họ đã nằm lại vì nhân dân. Và những ngày này, hàng chục nghìn cán bộ chiến sĩ vẫn tiếp tục dầm mình trong mưa lũ, cứu giúp nhân dân ở những nơi hiểm nguy gian khó nhất.